loại dương sĩ rừng. Có là có cái câu lá rất đặc biệt. Đây là cây trà. Cây trà thường thường thì ở trên khu vực cao nguyên như Lâm Đồng, Đà Lạt thì người các nhà vườn thường hay trồng để mà lấy pha nước trà chè xanh mà uống. Thường họ để cái trà rất là cao để lá thôi, uống bằng lá chứ không uống bút. Đây là bông trà, bông trà đó, bông trà đây, bông trà đây. Đây cây trà này ra nữa.